Thưa quý vị, đến nay, huyện Đất Đỏ chỉ mới giải ngân hơn 326 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, đạt trên 37% kế hoạch năm 2023. Để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được bố trí trong năm, huyện Đất Đỏ đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi công các công trình dự án đầu tư công. Năm 2023, huyện Đất Đỏ được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 880 tỷ đồng với 79 công trình, trong đó vốn của tỉnh đầu tư 6 công trình với hơn 412 tỷ đồng, vốn huyện đầu tư 73 công trình hơn 468 tỷ đồng. Khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng, khảo sát giá đất chưa sát với thực tế, việc phê duyệt giá đất kéo dài, một số hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đến nay, huyện Đất Đỏ chỉ mới giải ngân 45% nguồn vốn đầu tư của tỉnh, 30% vốn đầu tư của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực để thực hiện dự án, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng.